Bây giờ các bạn thấy đói bụng không? Dạ thầy. Má ơi sao la lớn vậy? Trời ơi, bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi nha người cá nô ri. Mình đã đến xứ sở của sư tử cá rồi nè. Bây giờ muốn ăn tối ăn món gì nè? Món gì cũng được. Em biết rồi. Sao lại đây? Mà có tiền không mà? Không. Có đem theo tiền không? Dạ không. Bên đây không có xài tiền nha. Qua đây ăn uống là mình phải xài thẻ. Giới thiệu với mấy em thẻ. Đây là thẻ tỉnh không. Muốn ăn miễn phí thì đưa thẻ này ra. Quá sướng. Nhưng mà thẻ này là vô chùa mới được ăn nha. Còn thẻ này là thẻ thầy người cá quốc tế. Thẻ này là phải đi làm mới có tiền ăn. Nhưng mà sẽ được dạy bơi người cá khắp thế giới của BDIC. Ê, Tiun nè, tầm bắt chấp 7 luôn. Nói chung là thẻ này cũng chưa thể ăn được liền bây giờ. Còn thẻ này tiếp theo, cũng thẻ thợ lặn quốc tế. Trời, thẻ lặn hoài vậy. Tiun đang giữ hai thẻ cao cấp nhất thế giới mà. Dạ, còn một thẻ nữa Tiun. Thẻ tiếp theo cũng là thẻ lặn bơi luôn. Thẻ này là thẻ gì Tiun? Thẻ này hả? Có thẻ này mới ăn được nè. Thẻ này thì sao Tiun? Thẻ này cũng đi ăn được luôn. Giới thiệu với mấy em nha. Vào bên này nếu mà không có tiền thì mình ăn bằng thẻ này. Cái thẻ mà có chữ debit là hiểu là gì không? Không. Debit là thẻ ghi nợ. Là debit là Tiun phải nạp tiền vô trong cái thẻ này thì mấy em mới có tiền ăn. Còn cái thẻ này á là thẻ credit. Credit là cái gì thầy? Thẻ credit á là tín dụng, nghĩa là ngân hàng cho mình tiền trước. Thí dụ rồi tụi mình được ăn. Trong này là mình ăn, mình xài cái thẻ này là mình không cần bỏ tiền. Nhưng mà nó vẫn có tiền trong này để mình ăn. Chứ mình không cần bỏ tiền vô, nó là thẻ credit. Còn thẻ debit á là thẻ này là mình phải tự bỏ tiền vô ha. Rồi cầm hai thẻ này đi ăn đi. Em nè, cho em cầm thẻ này nè. Cái thẻ này gì vậy? Qua Singapore là mình phải có thẻ này, muốn ăn cái gì cứ cà quẹt cái thẻ này là ăn. Cái gì vậy? Cái thẻ hồi nãy. Thẻ này là luôn luôn có tiền. Tiền của ngân hàng. Còn thẻ hồi nãy mà debit ngân hàng á. Thẻ này là thẻ tiền của tôi bỏ vô sẵn. Thẻ tiền. Còn thẻ này biết thẻ gì không? Qua Singapore là cần phải có thẻ này. Sao vậy? Thẻ này là thẻ đi xe. Hiểu rồi, đi xe ơi. Xe điện ngầm. Thẻ này biết Tiun xài từ năm nào không? Không. Xài từ năm 2000 mấy tới giờ luôn á, vẫn còn xài. Thẻ này là mình đi xe buýt nè, mình đi xe điện ngầm nè, hay mình đi bơi nè, ở các câu lạc bộ nè, mình cũng quẹt bằng cái thẻ này, hiểu không? Ghê. Ghê chứ sao không ghê? Cái thẻ này thì sao Tiun? Mình bẻ đi. Người cá là không có xài tiền, người cá là xài thẻ. Này là hồi tôi ở Singapore nè, tôi là chuyên gia thiết kế website nổi tiếng châu Á. Đây, danh thiếp của Tiun. Ghê chưa? Rồi, lấy thẻ đi, rồi đi ăn đi. Em lấy thẻ này. Đâu, thẻ này là thẻ gì ạ? Thẻ này là thẻ credit. Trong này có mấy chục triệu á. Tiền của ngân hàng chứ không phải tiền của Tiun.